Hôm nay được gặp lại mọi người. Bây giờ mọi người tôi sẽ tiếp tục công việc làm vườn. Và bây giờ là công việc đó là chúng tôi sẽ cải tạo cái đất này để trồng rau. Bây giờ các bạn sẽ xem nha. Thank you.
phụ xe. Đây. Bây giờ tôi cùng các bạn đi ra đánh vài gốc mai về trồng. Bây giờ thả lên nha. Cái gì vậy? Cái này dễ to chưa? Cái này nữa. Rồi xong. Rồi xong. Nhìn nó này, to. Hả?
2. Đây là cây mai 3 năm tuổi. Đây các bạn. Đây quanh cái này kia à, cắt lỗ ở chính giữa, cắt lỗ chính giữa, cắt lỗ chính giữa. Củ hủ chuối này ăn ngon lắm. Đây các bạn, củ hủ chuối này. Rồi, chúng ta hãy quay lại sau.